xét về mặt pháp luật thì thằng Dắt nó không có vi phạm pháp luật gì hết. Thôi thôi ông im mồm đi. Được biết kênh của bạn này thì chuyên nói về đạo lý, mà chưa gì hết đã phát ngôn không chuẩn rồi. Ông tôi vậy đây, mồm gì đây? Kêu bạn, bằng tuổi nhau, mặt già như nhau kêu bạn được rồi. Cái thứ hai, video của mình nói về mặt pháp luật, mình không nói đạo lý như bạn được. Bạn nghe kỹ nè. Xét đó. Về mặt pháp luật, vì cộng đồng mạng đang so sánh Ngô Diệt Phàm và Hành Sách, hai tội danh này nó khác nhau. Bạn chuyên nói về đạo lý đúng không? Đây, lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc rồi bỏ trốn. Hơn một chút nữa, đây, cha viết di chúc cho con, anh cùng cha khác mẹ lấy tài sản của người con mang đi bán. Hơn một chút nữa, đây, ba viết di chúc cho con gái, anh ruột nhảy vào giành tài sản với em ruột của mình. Đó, bạn vô bạn nói chuyện đạo lý với họ đi. Coi trả lại không? Bạn giải quyết được á, đội luật sư nhà mình giải tán, không mở văn phòng luật sư nữa. Biết là bạn chuyên nói về đạo lý, nhưng mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Mới đám cưới đúng không? Thấy đăng bài ngày 31 tháng 3 năm nay. Mới có đứa con trai đúng không? Thấy đăng bài ngày 7 tháng 6. 7 tháng 6 trừ 31 tháng 3 là 2 tháng mấy ngày hả ta? 9 tháng 10 ngày mà trừ 2 tháng mấy ngày, 7 tháng mấy luôn. Nếu mà nói ra một người có chuyên về đạo lý như vậy mà có bầu trước 7 tháng rồi mới đám cưới thì đi đám cưới xui lắm à, dân kinh doanh đi làm ăn xui lắm à. Cái video bị lỗi á, chứ thật ra với một cái người như bạn nói về đạo lý á, mình tin tưởng không có ăn cơm trước kẽn như vậy đâu. Chắc là bị lỗi đấy bạn. Thôi bỏ qua cái đó đi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn về quá khứ. Các bạn còn nhớ có cái vụ năm ngoái cạo đầu chọc mà nói chuyện đạo lý không? Cuối cùng ra bán hàng đa cấp. Thì đây, đúng cạo chọc chưa? Ủa, anh này trong My Aladdin nè, lên VTV1 luôn. Chưa biết bán hàng qua Aladdin thì liên hệ mình. Đâu, bây giờ mình coi coi, có quảng cáo gì không? Cảm ơn cậu em đã giới thiệu cho em biết một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Bạn nào đam mê về sức khỏe, muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội kinh doanh thì liên hệ với Nhân nhé. Bài này đăng 29 tháng 5, cơ hội kinh doanh sức khỏe thì mình tìm được trên trang của Hải Phạm. Cậu ấy đang chạy một cái chiến dịch quảng cáo bơm cà phê vào đại tràng, nghĩa là đi nặng á. Rồi bấm tiếp, báo đài có đăng luôn. Bơm cà phê vào đại tràng để thả độc giảm cân, bác sĩ vạch trần sự thật. Nguy cơ chết người từ việc thục tháo để tốt đại tràng bằng cà phê trà xanh. Nguy hại tự bơm cà phê vào đại tràng. Thì ra nói đạo lý là nó có lý do hết. Nếu bạn không gọi mình thì mình không phát hiện được bí mật của bạn đâu. Bạn giấu rất là kỹ đó. Lần sau có muốn nói chuyện đạo lý thì hết cơ hội rồi bạn à. Người ta phát hiện bạn rồi.